cho hai đứa nên gì. Vâng, chào mừng tất cả các anh chị em đã đến buổi review con loa kéo của chúng tôi. Thì hôm nay mình sẽ review một mẫu loa kéo đến thương hiệu GBA cho tất cả các anh chị em xem. Thì trước mắt mọi người đây là mẫu thương hiệu GBA, model của nó là Q31. Con này là sở hữu với hai đường tiếng là một bát 2 tấc, một bát 2 tấc rưỡi và một chép nha mọi người. Con này là kích thước nó là cao là 60. Con này kích thước cao 60. Gỗ chất liệu của nó là gỗ semi-ly nha mọi người. Chất liệu của nó là gỗ semi-ly. Thì là thiết kế nó là có một màn lưới kim loại nè. Đó, có các viền nhựa xung quanh để chống chạy nha mọi người. Đó, chống va đập. Con này là đi kèm với nó là một cặp micro. Cặp micro nó micro bằng nhựa nha mọi người, không có U hoặc F xét tần số. Và có thiết kế một cái tay quay sách nè và tay kéo vali là cho và thiết kế hai bánh xe ở dưới cho mình thích hợp mình di chuyển. Về phần bo mạch của con GBA Q31 này thì cũng có các phím điều chỉnh như các lò khác thôi. Nó cũng có volume tổng nè. Volume tổng nè, bass nè, chép echo, âm lượng của micro nha mọi người. Đó, thì có chỗ này chỗ cắm bình sạc nha mọi người. Đó, micro có dây nè, đấu bình 12V. Khi tất cả anh chị em đi chơi xa có thể là đem bình xe đạp hoặc xe gắn máy gì đó đi theo đấu bình chơi liên tục 6 đến 7 tiếng. Chế độ on off, cổng AUX kết nối TV hoặc điện thoại trực tiếp nha mọi người. USB thẻ nhớ, các phím điều chỉnh như là mode chuyển chế độ Bluetooth, ghi âm qua lại dừng bài hát nè. Màn hình hiển thị Bluetooth. Bây giờ mình sẽ test chất lượng karaoke cho tất cả các anh chị em xem. Thì mẫu cái con GBA Q31 2 tấc rưỡi này tầm giá hơn 1 triệu có đáng đồng tiền cho tất cả anh chị em là mua về là chơi trong nhà hoặc đem đi du lịch trong nha. Vâng, thưa anh chị và các bạn, thì ngay bây giờ thì tôi sẽ tiến hành test chất lượng karaoke với dòng sản phẩm đó chính là GBA Q31. Thì cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta nghe thử về cái chất âm karaoke nó có hay không anh chị ha. Mời anh chị chúng ta cùng nghe một bài hát ạ. Cô hàng xóm, một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Alo. Alo, alo, hai. Vâng, thưa tất cả anh chị và các bạn, thì vừa rồi chúng tôi cũng đã tiến hành test chất lượng karaoke với dòng sản phẩm GBA Q31 thì với tầm giá là hơn 1 triệu thôi.
nên thành thử là tất cả anh chị và các bạn chúng ta hãy cân nhắc xem đây có đúng là sản phẩm mà mình đang tìm không anh chị ha. Và anh chị mua hàng của chúng tôi thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại được để lại ở bên trên màn hình này cũng như là bên dưới phần mô tả. Chúng tôi có để lại cái thông tin chuyên sâu về cái dòng GBR Q31 này. Cảm ơn anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.